Phan Trọng cùng Chu Kỳ Phong cũng chỉ là do dự một chút mà thôi, lớn nhỏ còn là phân rõ ràng. Phan Trọng cùng Chu Kỳ Phong giống như là cá mè một lứa, lẫn nhau cho cái ánh mắt khích lệ, đi tới, đến đến ngu thượng nhung trước mặt Phan Trọng nói ra, nhị tiên sinh, thật có lỗi, kiếm đối với một tên truy cầu kiếm đạo cực hạn tu hành giả mà nói, cùng mệnh nhất dạng, không khác chút nào, ngu thượng nhung há lại sẽ nguyện ý, sư phụ, kiếm con người con, ngu thượng nhung lại lần nữa quỳ xuống, đem trường sinh kiếm áp trên mặt đất, đám người sụt xịt, không nghĩ tới cao ngạo như vậy nhị tiên sinh hội vì một thanh kiếm làm ra như vậy tư thái có thể nghĩ lại hắn bái người là sư phụ của hắn là hắn thụ nghiệp ân sư mặc kệ trước kia như thế nào lục châu cũng nhận nổi hắn quỳ bái phan trọng cùng chu kỳ phong không dám lên trước cường ép cướp đoạt chỉ có thể bắt đắc dĩ nhìn xem mu thượng nhung hai người hai mặt nhìn nhau không biết làm sao hắn nhóm đem ánh mắt thả tại lục châu thân bên trên lặng chờ mệnh lệnh bắt đắc dĩ chỉ có thể cưỡng ép kiếm hoàn toàn chính xác trọng yếu có thể không đến mức phản ứng cái này đại lục cho nhìn xem quỳ trên mặt đất mưu thượng nhung nói ra ngươi quá mức ỷ lại trường sinh kiếm đến mức kiếm đạo của ngươi chỉ trệ không tiến mưu thượng nhung nhìn dưới mặt đất nói ra đồ nhi kiếm đạo không phải vũ khí có hạn mà là kim liên có hạn sư phụ kiếm con người con nghe được tâm tình của hắn có rõ ràng bà động bản tọa cho ngươi một cái cơ hội thắng bản tọa kiếm lưu lại lục cho nhìn xem mưu thượng nhung đám người một trận lắc đầu muốn như thế nào thắng thực lực cách xa cái này không phải cơ hội này bằng với là tại cự tuyệt Ngô Thượng Nhung nhìn xem Trường Sinh Kiếm, tóm lấy, tâm tình của hắn ở giờ khắc này, liền cùng trước đó Đoan Mộc Sinh không hề khác gì nhau, biết rõ hội bại, cũng phải thử một lần, cầm kiếm mà đi, dậm chân vọt tới trước, hắn dùng đơn giản nhất, lưu loát nhất chiêu thức, lách mình hướng về phía trước, không có nguyên khí kiếm đạo, so đấu chính là kiếm thuật kỹ xảo, một kiếm đâm ra, Lục Châu đơn trường đập thân kiếm, lại đâm lại đập, đâm, kích, điểm, chọc, gọt, bổ, hết thảy có thể sử dụng chiêu thức, đều tại thời khắc này thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Khoa mắt ngô thượng nhung chỉ dựa vào nhục thân lực lượng mang theo trận trận gió mát tiêu sái phiêu giật quy nguyên kiếm quyết khẩu quyết từ nhập môn đến cuối cùng từng chữ hiện lên ở trong đầu của hắn ban đầu thời điểm kiếm như ảnh đến trung kỳ kiếm như gió đến cuối cùng kiếm như cùng phong mưa rào lục châu ung dung không vội không ngừng vỗ tay là năm tu hành ký ức phảng phất tự mình kinh lịch quy nguyên kiếm quyết thủy chung là lục châu truyền thụ cho ngô thượng nhung luận hỏi thăm trình độ hắn không thể so ngô thượng nhung kém tăng thêm hắn tập bách gia chi trường, hiểu được lợi và hại ưu thiếu lấy hay bỏ. Dù cao tuổi, lại biểu hiện không hề giống là cái tuổi này là có dáng vẻ. Mưu Thượng Nhung nhanh, Lục Châu liền nhanh, Mưu Thượng Nhung chậm, Lục Châu liền chậm, mỗi một trường đều vừa vặn xếp hạng trên người Trường Sinh kiếm, phanh phanh rung động, đám người thấy được thẳng lắc đầu, không khỏi thở dài, các chủ đối quy nguyên kiếm quyết hiểu quá rõ, nhị tiên sinh mỗi một chiều mỗi một thức, đều tại các chủ trưởng khống bên trong, đám người gật đầu phụ họa, rất hiển nhiên, Lục Châu đối quy nguyên kiếm quyết lĩnh ngộ, không kém gì ngu thượng nhung cứ việc lục châu không có phản kích có thể hàn hóa giải ngu thượng nhung hết thảy công kích mạnh hơn một bậc ai từ nhị tiên sinh xuất thủ một khắc này hắn liền thua hoa vô đạo nói ra hắn vốn là tại trên kỹ xảo không bằng các chủ tại khí thế lòng tin tầm tính lại bị áp chế kia ly biệt câu bao vây lấy trận trận cương khí tản ra dị dạng quang mang thí huynh tội danh mặc kệ phóng tới ở đâu đều là tiếng xấu thiên cổ đám người gật gật đầu sư phụ lời nói này đến ý tưởng bên trên giang ai kiếm cười đùa tí tưởng Phàm là người bình thường đều không thể làm đến dạng này. Hắn giết người, vẫn là hắn huynh trưởng. Nụ cười của hắn cũng dần dần tiếu thất. Người chết đã chết rồi, không có gì để nói nhiều. Lục Châu hỏi, mất đi nhuệ khí, kỳ vương tần quân hiện tại là lão phu người. Lục Châu nói ra, tốt ta, à? kém chút đem hắn quên. Giang Ai kiếm gật đầu, quay người, nhìn về phía Trương Nguyệt, nhìn về phía Minh Thế Nhân nói ra, kỳ thực rất nhiều người khuyên qua ta buông súng cừu hận, buông súng đi qua, không còn lại tiến vào hoàng thất rời xa triều đình là một tên tự do tự tại kiếm si tốt bao nhiêu minh thế nhân vào đầu màn đêm buông xuống thời điểm kêu thảm âm thanh đám người nhìn về phía giang ai kiếm sư phụ đồ nhi còn có một chuyện báo cáo thái hậu cũng chính là đồ nhi nãi nãi ừm um, liền rốt cuộc không có ngồi dậy qua đồ nhi lần này tại thần đô chậm trễ lâu như vậy mong rằng sư phụ thú tội có hiếu tâm là chuyện tốt chiêu nguyệt quay đầu nhìn về giang ai kiếm nháy mắt lão tiền bối thực không dám giấu giếm thái hậu bệnh đến rất nặng chỉ sợ lục châu lần này xuống tay độc ác chỉ sợ khó mà sống qua mùa đông này lục châu sen như nghe rõ nói ra hoàng cung bên trong cao thủ tụ tập người y y thật càng là cao siêu ngươi nếu là muốn để lão phu nhúng tay sợ là suy nghĩ nhiều chiêu nguyệt nói ra sư phụ là vu thuật vu thuật lục châu đối với người này cũng không ấn tượng tiền bối xin nghe ta tinh tế đến đột nhiên phát lực thứ nhất cái này ba mã chính là là mạc ly sư huỳnh đến từ lâu lan thứ hai ba mã từng cùng ngài giao thủ qua một lần liên hoa đài luận đạo thời điểm ngài làm hắn bị thương nặng tọa kỵ ba vu thứ ba thuận thiên huyền nhất chiến ba mã ngay tại thuận thiên huyền bên ngoài mai phục nói đến đây giang ái kiếm lời nói sai chuyển mặc ly chết một lần hắn lại ghi hận trong lòng lục châu vuốt sâu suy nghĩ lão tiền bối ta không hội bạch để lão tiền bối xuất thủ cầm số ma thiên các phản đồ thất đệ tử từ, từ vô nhai ngươi còn nắm chắc đối phó từ vô nhai trạng trường đập trên người trường sinh kiếm đám người không còn gì để nói không còn nắm chắc ngươi nói cái dám lục châu vuốt sâu đứng dậy ta muốn cầu cạnh bản tọa lý nên chủ động tới cửa trên đời nào có đạo lý như vậy cái này hiển nhiên có lão tiền với câu nói này ta cứ yên tâm trương nguyệt nói theo đúng lúc này đại điện bên ngoài chuyên đến thanh âm đến đến đám người theo tiếng kêu nhìn lại liền bắt đầu quỳ xuống một bên tiến lên ngu thượng nhung trên tay buông lỏng kiếm thoát tay mà ra đồ nhi bái kiến sư phụ minh thế nhân nâng tay phải lên che mắt trương hồng cộng lại lần nữa đứng dậy di chuyển về phía trước đồ nhi bái kiến sư phụ loàng xoảng rơi xuống chiến đấu kết thúc lục châu thu về bàn tay chắp sau lưng hờ hững nhìn xem trên đất trường sinh kiếm phong vân đều biến sắc ta tại mười dặm ở trên đều cảm thấy ngạt thở từ quá động trước hoàn toàn yên tĩnh có thể luận kỹ xảo coi như cho hắn nguyên khí cũng là không có phần thắng mưu thượng nhung ngạo khí tiến một bước bị chèn ép nghiền nát mưu thượng nhung hỏi lục châu vuốt dâu vung tay áo tiếp tục nói vu chính hải cũng là như thế mưu thượng nhung được làm vua thua làm giặc thua liền không có lý do bên thắng nói cái gì đều đúng lục châu nhìn hắn mặc dù không nói chuyện có thể về mặt đó, tự hồ còn có không phục, thế là vuốt sâu nói, đặc biệt cho ngài mang điểm đủ tốt, quy khứ lai like hề nhập tam hồn, nhập thai quang, ta cái này không phải tưởng niệm lão nhân ra ngoài nha. Sảng linh u tinh, đây chính là cung bên trong thượng hạng cống phẩm lá trà, thai quang ký thác nhục thân lực lượng, sảng linh ký thác ý chí linh hồn, u tinh ký thác bất sinh bất diệt, vô cực truy đạo. Nói đến đây, Mưu Thượng Nhung nói ra, hắn còn đều ngạo, bất quá không có người hoài nghi hắn. Dù sao đương thời có thể đạt đến hắn cái này kiếm đạo cao độ, cũng không có mấy người người đã không phục vậy lão phu liền sẽ dạy dạy ngươi cái gì là chân chính kiếm đạo hắn chợt nhớ tới xuyên qua trước sở học đồ vật Tại trong lúc bất chi bất giác đạt đến một loại vô pháp nói rõ dung hợp Đề hàn đối với tu hành có tân kiến giải mưu thượng nhung quá kiêu ngạo nếu là không thể ép một chút niềm kiêu ngạo của hắn sau này tất nhiên ăn thiệt thôi chấm ngâm một lát lục châu vuốt sâu thong dong nói bài kiến lão tiền bối kiến đạo cảnh giới tối cao chính là là không có kiếm thẳng có kiếm không có kiếm thẳng có kiếm đừng nói là ngu thượng nhung liên đến liền tại trận người cũng là nghe đến không hiểu ra sao ngược lại là đoan mộc sinh phải có phản đồ giác ngộ ta đã huấn qua hắn chặt nhờ tới lúc trước bình trường vỡ vụn thời điểm sư phụ từng phía trên ma thiên các tự mình thi triển thiên quyền hữu khuyết thời điểm chỉ điểm kiếm đạo kia lúc hắn có lĩnh ngộ có thể cũng không có toàn bộ minh bạch ra ngài kiếm im nặng nói cho nên hắn nghe đến so những người khác phải nghiêm túc còn có lão niên các ba vị trưởng lão lập tức đến hào hứng ta nói không phải thật giết a muốn nghe một chút các chủ một phen cao kiến những người khác càng là không dám thở mạnh hy vọng có thể đến đến một ít cảm ngộ cho nên ngươi muốn ở chỗ này ở lại một đoạn thời gian lục châu nói ra ta suy nghĩ cũng liền ma thiên các an toàn kiếm phân tam đẳng nhất đẳng thử dân chi kiếm người người có thể dùng xuống đến người buôn bán nhỏ lên tới thiên tử vương thần bất quá là hành hung đấu ác vô sự hiền ân cần phi gian tức đạo rêu rao khắp nơi hiếu kính lão nhân ra ngài nhị đẳng chưa thánh chi kiếm dùng dung vũ vì phong rất nhiều quyền quý đều không có cơ hội uống dùng trung thánh vì kiệp lấy kiếm đạo tranh phong tan đẳng thiên tử chi kiếm dùng bách cốt vi phong sơn hải vì ngạc chế dùng ngũ hành mở dùng âm dương cầm dùng xuân hạ đi dùng thu đông cử thế vô song thiên hạ quy phục đao cũng là như thế lặng ngắt như tờ toàn trường cũng chỉ có lục châu thanh âm từng chữ từng chữ mà rơi vào trong tai của mỗi người cái này là đạo môn kiến giải mà ngươi lấy kiếm đạo tranh phong nhiều nhất nhị đẳng mưu thượng nhung ánh mắt phức tạp chiếu thuyết pháp này đại sư huynh vu chính hải muốn cướp bạc thiên hạ tiểu diên nhi cái thứ nhất tiến lên đón hỏi lệnh thiên hạ quy phục hắn đao là đệ tam đẳng đoạn hành đám người ngừng chân chờ đợi lục cho nhìn thấy sắc mặt của hắn biến hóa minh thế nhân đều cải eo chắc tay nói biết rõ trong lòng của hắn nghĩ nói ra từ sư huynh nhị sư huynh thế nào vu chính hải nghĩ lấy bách quốc vi phong thiên hạ quy phục bất quá tứ hoàng tử lưu bình đã khải hoàn hồi chiều hắn còn không có bản sự này nhiều lắm là cũng là nhị đẳng ngụy trang ngôn thay vào đó đi tới trấn thủ biên cương Mưu thượng nhung tỏa ra lòng hiếu kỳ nói ra người nào là tam đẳng bắt đầu kiếm đạo thiên tài cung nguyên đô có thể làm thiên tử chi kiếm Lục châu vuốt dâu nói vĩnh thọ hoàng đế lưu qua có thể làm thiên tử chi kiếm lão niên các đám người nghe vậy hơi biến sắc mặt cung nguyên đô kiếm đạo hẳn nhóm thấy tận mắt còn là thất sư đệ lý trí kia hoàn toàn chính xác kinh diễm quyết tuyệt nhân vật hiện nay tịnh minh đạo cùng chính nhất đạo đều bị ta diệt đi luận kiếm đạo đích thật là nhất đẳng cao thủ chỉ bất quá thân muốn cùng ngu thượng nhung đánh cung nguyên đo có thể chiến thắng ngu thượng nhung vĩnh thọ hoàng đế lưu qua hoàn toàn chính xác có thể coi là thiên tử truy kiếm nhưng là hai người này đều là đã chết người thời cổ lịch đại không biết ra bao nhiêu nhân kiệt người thời nay lại sao dám vọng xưng siêu việt không đợi ngu thượng nhung đề xuất nghi vấn hoa vô đạo thực lại nhẫn không được nội tâm nghi vấn chắp tay nói các chủ nếu là như vậy giang ai kiếm chính như bác kinh nói kia đương kim đế hoàng vĩnh thanh hoàng đế ai còn tốt gặp người nhóm có phải là cũng có thể xưng là thiên tử kiếm giang ai kiếm nói chính là trung điệp thở dài một cái Lục châu vuốt dấu lắc đầu trung quy là một người kháng hết thảy không tính còn mời các chủ giải thích khó hiểu hoa vô đạo không người có thể là mỗi khi ngủ thời điểm ta liền sẽ nghĩ khởi cái kia thanh đại hòa vĩnh thọ khai bách quốc tri phong lập đại viên thiên hạ đỏ rực thiếu đốt lấy cặp mắt của ta một đêm đều ngủ không được vĩnh thanh bất quá là thuận vị kế thừa không xưng được thiên tử kiếm thụ giáo hoa vô đạo lưu lại lãnh la cũng nói theo cung nguyên đô xuất từ bắc đô không giả có thể bất quá là cải tán tu cô thành mặt trăng nạn oan hồn khóc thiên đạo có luân hồi tuyệt không khoái bách quốc lập thiên hạ ai làm nhiệt tự có người khác thu trước khi lâm trung trăm năm thời gian trốn ở trong quan tài hắn vì cái gì có thể xưng thiên tử kiếm vấn đề này hỏi đại gia nội tâm nghĩ ánh mắt tập trung tại lục châu thân bên trên lục châu phong khinh vân đạm vuốt sâu hồi đáp hắn lời nói sai chuyển ánh mắt lạnh nhạt đảo qua đám người nếu là thành, tự nhiên là mở tân thiên hạ, xưng là thiên tử kiếm. Vu Chính Hải nói ra, có thể là trên một con đường này, ngã xuống. Đã qua vạn năm, nhiều thiếu vĩ đại tu hành giả, đào tại nửa đường bên trên. Phan Ly Thiên hỏi, cùng thiên địa tranh mạnh người, nhiều không kể xiết, hắn nhóm đều là thiên tử kiếm. Lục Châu vuốt râu gật đầu, không hề phủ nhận. Đám người đầu tiên là xứng sở, lập tức giật mình. Tuyệt không phải mấy câu liền có thể dao động. Nghe đến mấy câu này, mưu thượng nhung cúi đầu. Thà rằng như vậy, chẳng bằng không nói hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo kiếm đạo lâu lan vu thuật thiên tài ba mã lưu lại tại sư phụ trong suy nghĩ ba mã thế mà liên đệ tam đảng cũng không bằng thái hậu là thế nào bên trong vu thuật hắn vô pháp phản bác ra ngoài kiếm nói ra sư phụ nói rất đúng cũng không có bày ra vu thuật đại trận nói cho cùng kiếm của hắn cũng không có vu thuật cạm mấy loại hình đồ vật bất quá là lấy kiếm đạo tranh phong nhất giới vũ phu thôi như thế để lục châu cảm thấy ngoài ý muốn lục châu nhìn thoáng qua ngô thượng nhung hồi tưởng lại kia thiên thuận thiên huyền sự tình Thanh niên nhân trung quy là thanh niên nhân, nếu là bắt không được ngươi, vậy lão phu cái này ngàn năm thật là sống uổng phí. Hắn tiếp tục nói, đạo môn cũng tốt, nhò môn cũng được, cuối cùng không phải cảnh giới tối cao, đám người nghi hoặc không hiểu nhìn xem lục châu. Tan đẳng đã phân, lại các chủ tâm còn mắt bên trong không tính là cao nhất, không có kiếm thẳng có kiếm. Tân chỗ nghĩ, thiên địa vạn vật đều có thể vì kiếm, thủy lợi vạn vật mà không tranh, chỗ đám người chỗ ác cố kỳ vu đạo. Lục Châu không chớp mắt nhìn xem Mu Thượng Nhung. Đúng lúc này, Lục Châu tay phải nâng lên, món trò cùng món giữa ở giữa ngưng kết giá nhất tạo kiếm cương đột nhiên cái kia đạo kiếm cương một điểm hai hai chia làm bốn bốn chia thành tám từ quá động trước gốc cây kia run rẩy theo lên thụ diệp bay tới Hô, vu vu thụ diệp đâm vào trên mặt đất cái này còn không có kết thúc trương nguyệt lườm hắn một cái không tiếp tục để ý hắn nhóm bỗng nhiên cảm giác được cái này kia cố đen thụ diệp thổ lên phong mà là đi đến phía trước hướng phía lúc châu không người nói giống như là đau đồng dạng tận tâm xa xưa xẹt qua khuôn mặt cũng là buông xuống, cũng may hẳn nhóm đều là tu hành giả, phía trước còn như có chuyện như vậy, đằng sau thế nào thấy kia hư tình giả ý, đi qua thối thể, cũng không phải nói hắn không có đến cảm tình, mà là có chút sự tình, có thể đủ chống cự cái này yếu ớt lực lượng, nếu là cảm động, về sau đối ta thái độ tốt một chút, mặc dù như thế, các chủ là mẫu, ta liền thỏa mãn, đã để hẳn nhóm minh bạch, cái gì gọi là không có kiếm thẳng có kiếm, đạo lý du hiểu, có thể là có thể làm đến bước này người, lại có mấy người cái này lực khống chế không chỉ có là đối nguyên khí khống chế nhập vi còn muốn tại nguyên khí hội tụ đồng thời cuốn lên thụ diệp tạo thành không khí lưu động mỗi cái trăm năm trở lên rèn luyện cơ hồ không làm được đến mức này ngô thượng nhung quanh năm ỉ lại trường sinh kiếm há lại sẽ đi luyện những này cho nên hắn tâm phục khẩu phục tư tưởng cao độ quyết định kiếm cao độ đối kiếm lý giải quyết định kiếm đạo cao thấp lục cho cái này bài học là đối ngô thượng nhung tất cả phương vị nghiền ép sư phụ ngươi trung quy là sư phụ ngươi ngươi có thể chịu phục Lục Châu không chớp mắt nhìn xem Mưu Thượng Nhung, đồ nhi thụ giáo, Mu Thượng Nhung nội tâm đủ loại cảm giác, cũng không biết suy nghĩ cái gì, tại quá khứ nhập môn trong đoạn thời gian đó, sư phụ cũng không có như thế tận tình khuyên bảo truyền thụ qua kiếm đạo, có thể cùng nói những này, trừ sư phụ, còn có thể là ai đâu. Đinh chỉ điểm đoan mộc sinh, ban thưởng 200 điểm công đức, một cái là điều giáo, một cái là chỉ điểm, Mu Thượng Nhung tại kiếm đạo tu hành bên trên, lệnh người cả đời đều khó mà quên được, hoàn toàn chính xác đã không cần chỉ điểm, đoạn hành nói ra hắn cần càng nhiều hơn chính là điều giáo lục châu chợt nhớ tới kia đoạn thiểu thốn ký ức lại lên tưởng tới ngô thượng nhung câu nói kia ngài lại muốn giết ta nghĩ đến ngô thượng nhung là không muốn dẫm lên vết xe đổ không muốn nhắc tới đoạn này quá khứ miễn cưỡng không được trầm tư một lát lục châu nói ra tư quá động bên trong hào hào tỉnh lại nói xong lục châu chắp tay quay người hướng phía ma thiên các phương hướng đi tới lãnh trưởng lão hoa trưởng lão phan trưởng lão lão niên các bốn người cái này vừa rời đi những người khác thở phào một cái Ngô Thượng Nhung thấy sư phụ đi xa bóng lưng, trong lòng bàn tay cũng không biết khi nào xuất hiện mồ hôi lạnh, chư hồng cộng ác cúi đầu, đang chuẩn bị quay người rời đi. Ngô Thượng Nhung thản nhiên nói, Lào Bác, anh, tới. Ngô Thượng Nhung không có gấp tiến nhập tư quá động, không còn khẩn trương. Ngô Thượng Nhung chợt nhớ tới Vân Triều Lân Địa một màn kia. Sư phụ đứng ở bạch trạch phía trên thi triển kia một chiêu nhập tam hồn, hỏi, người thành thật nói cho ta, sư phụ có phải là đã vào cửu diệp, anh, cửu diệp, chư hồng cộng lập tức mộng bức, Mưu Thượng Nhung sở dĩ hỏi như vậy, không phải là không có nguyên nhân. Dù là biết rõ không phải sư phụ đối thủ, nhưng cũng sẽ không thua cái này nhiều. Chỉ có một khả năng, kia liền là sư phụ đã vào cửu diệp. Không thể nào, nhị sư huynh, nào có cái gì cửu diệp, ta không biết. Ngài đừng nhìn ta như vậy, ta thật không biết. Chư Hồng Cộng liên tục khoát tay, Mưu Thượng Nhung âm thầm suy nghĩ. Cùng thiên địa tranh mạnh là vì thiên tử kiếm, mạnh đều không có, tính toàn cái gì để tam đẳng. Nhờ tới tư vô nhai nói lời, sư phụ có lẽ tìm được phá giải đại nạn phương pháp cho nên mới có cái này phiên cao kiến mà thiền các tại điện bên trong lúc cho đi vào đại điện bên trong chậm rãi ngồi xuống nói ra ba người lần lượt nhập tọa ba vị trưởng lão đều là kiến thức rộng rãi nhân vật có biết huân hoa thảo lãnh la nói ra có nghe thấy huân hoa thảo nghe nói vật này sinh trưởng tại tiểu hàm sơn cho đó cây cỏ không sinh bốn mùa có tuyết lúc cho nhìn về phía bên cạnh pha ly thiên lão hủ đã từng nghe nói qua huân hoa thảo buổi sáng nợ hoa ban đêm hẻo tàn đóa hoa một đóa một đóa lần lượt nở rộ nở hoa kỳ rất dài cũng gọi trường sinh hoa huân hoa thảo thọ mạnh cực kỳ ngắn ngủi cho nên người nhóm gia phó bọn hắn rất nhiều khác tên trường sinh hoa ý vị vĩnh viễn nở rộ vĩnh viễn không điêu tàn hoa vô đạo chắp tay mở mang hiểu biết lúc cho còn trông cậy vào hoa vô đạo có thể đề xuất một ít tin tức bốn chữ này sợ là không có trông cậy vào lánh la tiếp tục nói huân hoa thảo đặc tính rất đặc thù dẫn đến rất nhiều người không nguyện ý bồi dưỡng chồng hiện nay đại viêm đã rất ít gặp đến thứ này không biết các chủ vì sao mà hỏi lục Châu không có trả lời ngay vấn đề của bọn hắn lãnh la cùng phan ly thiên cung cấp tin tức cùng mình biết đến không sai biệt lắm liên tưởng ngô thượng nhung trước đó nói lời thỏ mệnh rất ngắn ngô thượng nhung đến từ quân tử quốc chẳng lẽ thiếu thốn ký ức bên trong cho nên ngô thượng nhung bị bắt lấy được thời điểm mới phát ra dạng này cảm khái vừa nghĩ đến đây các vị trưởng lão có biết quân tử quốc phan ly thiên nghe vậy gật đầu nói các chủ ngược lại là nhắc nhở lão hủ hoa trọng dương lùng túng buông xuống hai tay điển tịch ghi chép bàn tọa cùng người khác luận bàn chưa từng nhận qua thương quân tử quốc thịnh trưởng huân hoa thảo đáng tiếc là quân tử quốc sớm đã không còn tồn tại làm sao tiêu thất, nhị sư huynh bị sư phụ bắt đi lục châu hỏi tư vô nhai vội la lên kia thật là một hồi khoáng thế chi chiến vân triều lâm địa sự đoạn mẫu tận mắt nhìn thấy nghe nói quân tử quốc người thọ mạnh rất ngắn giống như huân hoa thảo cho nên hắn nhóm rất thích huân hoa thảo tỉ mỉ chăm sóc bất quá hắn nhóm thọ mệnh quá ngắn tăng thêm tu hành giả thọ mạnh vốn là dài rằng dặc từ vô nhai khoát tay nói lục châu chú ý tới hệ thống dùng từ bất đồng đinh điều giáo ngô thượng nhung ban thưởng 500 điểm công đức quân tử quốc dần dần liền bị đào thải gọi từ vô nhai toàn thân nổi da gà lánh la tiếp tục nói nhị sư huynh có thể trở về tốt nhất chớ cùng sư phụ đối nghịch nói đến buồn cười lão nhân gia ông ta hiện tại biến rất nhiều không có kia táo bạo quân tử quốc cùng bạch dân đồng dạng phổ thiên tri hạ đều là vương thủ tiểu hàm sơn sớm đã thanh đại viên một bộ phận chỉ bất quá sau đó một năm bốn mùa tuyết lớn sáng ngút ngàn dặm không có người ở tiểu hàm sơn ở nơi nào đáng tiếc không phải lục châu hỏi ngô thượng nhung chậm rãi nói ra lúc này nhị sư huynh làm người khiêm tốn phan ly thiên chắp tay nói đối xử mọi người hữu lễ ung châu tây bắc phan trưởng lão đi qua hắc mộc xâm lâm có thể từng tận mắt nhìn thấy hắn đối đại sư huynh cùng nhị sư huynh hiểu rõ minh thế nhân vừa nghe lập tức tinh thần tỉnh táo lục châu hỏi phan ly thiên thở dài nói năm đó lão hủ trấn thủ biên cương từ tây nam hướng bắc khu trục dị tộc bị thương nặng biến thành tù binh đoạn hành hai ngày này trở tại ma thiền các tăng dầu không có người chia sẻ có bao nhiêu lợi hại tới 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 nói cho ta nghe một chút đi bị dị tộc xua đuổi đến nhung bắc đi ngang qua tiểu hàm sơn minh thế nhân nói ra tiểu hàm sơn không lớn không có tới gần tuyệt không tận mắt nhìn thấy cái này một điểm sau đến dị tộc đem lão hủ mất hết hắc mộc xâm lâm lão hủ trải qua các loại sinh tử may mắn sống tiếp được hoa vô đạo mở miệng các chủ hỏi cái này chút cần làm chuyện gì lục châu ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua hoa vô đạo cũng không có hồi đáp hắn lão gia hỏa này cung cấp tin tức không được vấn đề ngược lại là rất nhiều không thèm để ý hắn bất quá đã ngô thượng nhung xuất tử quân tử quốc nhập môn 275 năm hắn là làm sao vượt qua cái này năm tháng dài đằng đẵng nga không 20 cái lục châu nghĩ tới đây chậm dài đứng dậy nói 100 cái như không có những chuyện khác tất cả đi xuống đi cáo từ lãnh trưởng lão lưu lại lục châu đứng dậy đi xuống bậc thang nói ra lãnh la nói ra Mạc ly chết về sau giang ai kiếm giết nhị hoàng tử lưu hoán chiêu nguyệt chính là Lã vân chiêu công chúa di cô không còn lo lắng giang ai kiếm giết lưu hoán dù sao giang ai kiếm luôn luôn tiếc mạnh thật không dám gây chuyện lãnh la nói ra được lục châu vuốt sâu gật đầu lãnh la chắp tay nói những chuyện khác các chủ phải hỏi minh thế nhân lãnh Mỗ cáo lui lục châu chỉ là phất phất tay lãnh la liền rời đi ma thiên các tải điện hắn chú ý tới lãnh la độ trung thành so trước đó cao rất nhiều như thế kiệt ngạo bắt toàn người có thể cam tâm lưu tại ma thiên các đây là chuyện tốt trước sớm lục châu còn tưởng rằng khó mà khống chế nhân vật như vậy một núi không thể chứa hai hổ lục châu nhìn xem hắn một mặt cười đùa tí tưởng dáng vẻ nhíu may nói ra bây giờ nghĩ lại ngươi đến bây giờ cũng không chịu nói sao trong tưởng tượng muốn thuận lợi nói cái gì lục châu vuốt sâu suy nghĩ sâu xa ra ai kiếm một mặt mờ mịt chẳng lẽ đây chính là lão phu mị lực cá nhân lục châu vuốt sâu gật đầu cùng lúc đó ngươi là lão phu tai mắt lão phu tự nhiên bảo đám ngươi u minh giáo trong phân đà giang ai kiếm rất là cảm động liên tục kho người chắp tay u ám đại diện bên trong chỉ có phía trên truyền thừa yếu ớt tia sáng chiều sáng đa tạ lão tiền bối đại điện vương tọa phía trên một đoàn mê vụ tràn ngập một lát đi qua mê vụ tiêu tán vô chính hải song trưởng gấp lại chậm rãi mở mắt nhị sư đệ ta thủy chung là xem nhẹ người vô chính hải ngồi điều tức hoàn thành khí huyết khôi phục suôn sẻ sắc mặt cũng đã khá nhiều lão tiền với anh minh lục châu hỏi lúc này thanh long điện thủ tọa hoa trọng dương từ bên ngoài đi vào hoa trọng dương nhìn thấy vu chính hải sắc mặt đã khá nhiều lúc này chắc tay nói thuộc hạ chúc mừng giáo chủ khỏi hẳn không có địa phương đi ta đã cùng các huynh đệ của ta đoạn tuyệt quan hệ vu chính hải chỉ là nhìn hắn một cái tuyệt không đáp lại thật là một điểm ánh mắt đều không có vu chính hải cũng không có quá để vào trong lòng nói ra chuyện gì thất tiên sinh hôm qua liền đến phân đà có việc cầu kiến thuộc hạ gặp ngài hoa trọng dương đột nhiên tạm ngừng thụ thương ai chiêu lăng là nuốt xuống giang ai kiếm xua tay sao có thể chứ năm đó chăm nước chiều bái chân phẩm dựa theo quan hệ đến nói ngài ngũ đệ tử đó là của ta muội muội thất sư đệ đến rồi vô chính Hải hai mắt tỏa sáng cả cá nhân đều tinh thần tỉnh táo không bao lâu hoa trọng dương liền dẫn từ vô nhai tiến nhập đại điện bên trong từ vô nhai sắc mặt nhìn qua cũng không phải đẹp đẽ như vậy tựa hồ còn có thương tích trong người bất quá hắn đi lại cực nhanh có rõ ràng nguyên khí ba động thấy cảnh này vu chính hải kinh hỉ nói thất sư đệ ngươi tu vi khôi phục rồi tư vô nhai gật đầu vận khí thôi ta như thể rất tốt như thể rất tốt vu chính hải trước trực tiếp đánh gãy tư vô nhai trung điệp vỗ vỗ bờ vai của hắn từ ngươi vì ta ngăn trở phục thân thần chú vi huynh khoảng thời gian này ăn không ngon ngủ không hạ ngày ngày nghĩ đến vì ngươi giải khai thần chú xen ra liền lão thiên gia cũng nghe đến vi huynh cầu nguyện tư vô nhai tốt ta à, ngươi nói cái gì đều đúng lớn chủng ký ức cái này lại dung hợp thất sư đệ kê thiên vi huynh quá lo lắng đem người cấp quên người sẽ không trách vi huynh à vu chính hải khẩu khí đột nhiên trở nên đặc biệt thân mật mở miệng một tiếng vi huynh đại sư huynh nói quá lời hiện tại ta tới là có chuyện cáo chi đại sư huynh chuyện gì đồ nhi thuộc nằm lòng tự xưng là toàn bộ nhớ kỹ hắn cầm súng bao khỏa lấy ra đồ vật hướng trên bàn một thả nói ra hồn vi âm phách vi dương vu chính hải nói ra ngươi chưa giải khai tu vi lại có thể phi thư một phòng, cần gì tự mình đến không khí ngưng trệ đại điện bên trong lâm vào hoàn toàn yên tĩnh vu chính hải không khỏi sửng sốt xét như u minh giáo giáo chủ thủ hạ giáo trùng mấy vạn giang ai kiếm cười hắc hắc nói ra chạy đến ma thiên các làm gì những năm gần đây sinh sinh tử tử thấy nhiều sớm đã chết lặng cũng luyện thành một viên cường đại trái tim nhỏ đến một người sinh tử lớn đến một thành luân hãng chập trùng lên xuống đều không có để hắn sinh ra bà động từ vô nhai tin tức này lại làm cho vu chính hải sửng sốt cũng không biết trầm mặc bao lâu vu chính hải mới mở miệng nói có thể rời đi hoàng thất lực chú ý từ vô nhai nói ra người nào đại viêm hoàng thất tam hoàng tử giang ai kiếm chuyện khi nào vân triều lâm địa đại sư huynh vừa đi sư phụ liền đến minh thế nhân kêu gọi đám người lên núi quay đầu nhìn một chút giang ái kiếm nói ra từ vô nhai hồi đáp vu chính hải nhớ mày nhờ tới kia thiên khống chế phi liễn đi thời điểm tại từ hà sơn phụ cận xác thực nhìn thấy một tòa phá phi liễn ca chúng ta cũng coi là cùng một chỗ trải qua sinh tử người một hồi giúp đệ đệ tại lão tiền bối mặt trước nói tốt vài câu thế nào tại kia phi liễn bên trên cũng nhìn thấy sư phụ nhưng lúc đó hắn mới vừa cùng mưu thượng nhung chiến bình nội tâm nén giận chỉ là gọi người điều tra phi liễn nguồn gốc cũng không nghĩ nhiều không nghĩ tới mưu thượng nhung đúng là vào lúc đó bị sư phụ bắt đi rồi vu chính hải lắc lắc đầu nói ra ngoài kiếm nói ra sư phụ cao tuổi dùng nhị sư đệ bản sự có thể hay không làm phiền lão tiền bối đen ta giết cho dù bị thương cũng nên là có thể thong dong rời đi cái này ta tại đi tư vô nhai liền đem ngày đó kiến thức một năm một mười nói một lần minh thế nhân cười nói nghe được sư phụ lão nhân ra nói đi chuyện gì ông ta một chiêu đánh giết tan đại kiếm si một trong há lại sẽ để hắn có ba động vân tông la trường khanh thời điểm hoàng tất làm sao có thể sẽ bỏ qua ta cho nên vu chính hải lại lần nữa lắc đầu nói ra ta cái này không phải không cẩn thận đâm chết nhị hoàng tử nha thất sư đệ chuyện này là thật hắn rất không thể tin được la trường khanh coi như lại thế nào yếu cũng không để nội sẽ bị một chiêu chém giết Liên xem như chính hắn cũng rất khó làm đến tận mắt nhìn thấy từ vô nhai nói ra vô chính hải nhíu mày trước đây người nói sư phụ lão nhân gia ông ta hấp thu bình chứng lực lượng duy trì trạng thái liên hoa đài cùng thiên kiếm môn luận đạo sư phụ đã đem bình chứng lực lượng dùng tận hắn còn như thế nào đánh giết la trường khanh từ vô nhai nói ra cho nên ta hoài nghi sư phụ lão nhân gia ông ta có thể thật tìm được phương pháp gì đột phá đại nạn hoặc là tiếp diễn đại nạn cái này lời mới vừa ra vô chính hải liên khô tay nói thọ mệnh đại nạn chính là tu hành giả tuyên cổ bất biến chân lý. Mấy vạn năm đi qua, từ tu hành bắt đầu, có mấy người phá. Cái này, ta cũng không diềm pha sư phụ chỉ ý. Cung trời tranh mạnh, cung địa tranh mạnh, không sợ sinh tử. Cho đến ngày nay, vì cái gì không ai có thể thành công đạp vào cửu diệp. Dùng cửu diệp khả năng, cần gì phải người khác tương trợ. Từ vô nhai nhiều mày, lịch đại tiên hiền cộng lại, tổng kết ra kết luận, há lại là người nói phá liền phá. Vu Chính Hải nói ra, đúng lúc này đến đến, Bạch Ngọc Thanh từ bên ngoài đi vào có thể hậu nhân thủy chung là đứng tại tiền nhân trên bờ vai tư vô nhai nói ra tư vô nhai ý nghĩ cùng vu chính hại bất đồng mặc kệ nhiều thiếu tiền nhân thất bại tư vô nhai nhất thời nghẹn lời đâu chỉ chỉ có cung nguyên đô một người cái này không có nghĩa là mãi mãi cũng sẽ không thành công nếu là như vậy sư phụ lão nhân gia ông ta cần gì bắt nhị sư đệ vấn đề này hắn cũng không nghĩ minh bạch có lẽ sư phụ thật muốn trọng trấn ma thiên các tư vô nhai nói ra lại không nói tiếp vu chính hải cũng không tin lời nói của hắn lần này cũng tương tự sẽ không cố chấp người Hưng phía ba người chắp tay nói bạch ngọc thanh nói thẳng hoa trọng dương nghi ngờ nói đại bộ phận địa bàn đều thuộc về bám và u minh giáo phía dưới không tái khuếch trương thế lực không đợi bạch ngọc thanh nói chuyện tiểu tiểu ma sát tông dám ở sau lưng quấy rối ma sát tông không biết tốt xấu câu hoa trọng dương đầu lưỡi thắt nút kém chút nói sai lời từ vô nhai lắc đầu nói mười dặm ở trên người làm sao thấy được không chỉ có là đại viêm hoàng thất nhị hoàng tử dọc theo con đường này liền giống như là chuyện gì cũng chưa từng xảy ra giống như cho nên thật là lưu hoán một cái họa thiêu cảnh hòa cung cái này ngài cũng biết rồi Giang ngài kiếm gặp lục châu biểu lộ nghiêm túc mà nghiêm túc tiếp tục nhẹ giọng thở dài thật sự đệ có ý nghĩ gì cứ việc nói từ vô nhai liền giật mình nói chuyện ở giữa trong lòng bàn tay của hắn phiêu khởi ly biệt câu ngươi là tam hoàng tử người giết nhị hoàng tử những này không trọng yếu trọng yếu là ngươi đoán đại tiên sinh là ứng đối ra sao một chiêu này nhập tam hồn đoạn hành ngữ khí chắc chắn sắc mặt nghiêm túc kia có cảm xúc của thực ảnh hưởng đến minh thế nhân luôn cảm thấy hiện tại đại sư huynh cùng bình thường so sánh quá nhiệt tình nhậm bất bình đã chết mà sát tông sớm đã không đáng sợ không cần thiết tách ra tinh lực đối phó bọn hắn được không bù mất huống chi đoạn hành tìm tới sư phụ làm chỗ dựa theo ý kiến của người bất kể tiếp phải làm như thế nào tư vô nhai giật mình minh bạch đại sư huynh vì cái gì nhiệt tình như vậy ở chỗ này chờ đâu tư vô nhai nói ra u minh giáo thế lực mở rộng rất nhanh phòng trừng đã dẫn tới hoàng thất chú ý đại sư huynh ngươi phải cẩn thận vu chính hài hư nhẹ một tiếng nói đối phó ta chỉ là suy đoán thôi bất quá dưới mắt xuất hiện một cái trọng yếu nhân vật từ vô nhai nói ra kim đình sơn chân núi đừng lo lắng cũng không phải lần đầu tiên tới giang ai kiếm con người đảo một vòng đến đến minh thế nhân bên cạnh thấp giọng nói chẳng ra sao cả minh thế nhân hướng về phía trước lách mình lộ ra ghét bỏ biểu lộ cách ta xa một chút ai là người ca chiêu nguyệt cùng tiểu diên nhi thấy được một mặt im lặng giang ai kiếm đến đến chiêu nguyệt thân trước nói ra chiêu nguyệt dựa theo bối phận tính toán ta là người ca lan Chiêu Nguyệt quát nhẹ một tiếng, có chút ghét bỏ nói, cái này lời nghe giống như là đang mắng người giống như, Giang Ai kiếm một mặt ủy khuất, Phan Ly Thiên vào Nam Gia Bắc, kiến thức không kém gì lãnh la, nói ra, hướng mở mộ tạ, một đóa hoa chỉ mở một ngày, gãi đầu một cái, ta đây là chiêu người nào gây người nào, Minh Thế Nhân dừng bước lại, nói ra, nhanh, na nói nhảm nhiều như vậy, còn là Minh cá tốt với ta, Giang Ai kiếm đi theo. Chỉ có Lục Châu, Lãnh La, Pha Ly Thiên, Hoa Vô Đạo bốn người. Môi, Giang Ai kiếm sở di đến Ma Thiền Các, tự nhiên là bởi vì gây phiền toái thân hiện nay thần đô ai không biết nhị hoàng tử lưu hoán chết tại thuận thiên uyển bên trong không bao lâu đám người lên núi vừa tới ma thiên các trước hai tên nữ đệ tử tiến lên đón cung nghênh tớ tiên sinh mô tiên sinh cầu tiên sinh minh thế nhân gật gật đầu nói ra sư phụ bây giờ tại đây các chủ ngay tại nghỉ ngơi một tên khác nữ đệ tử nói ra nhị tiên sinh đã về ma thiên các lời vừa nói ra minh thế nhân trương nguyệt cùng tiểu diên nhi đồng thời lấy làm kinh hãi người là lại lần nữa tên nữ đệ tử kia cũng bị minh thế nhân thái độ hù đến lần nữa nói nhị tiên sinh đã về ma thiên các phản đồ cũng có mặt trở về hắn bây giờ tại kia minh thế nhân nói ra tại tư quá động bên trong diện bích hổ lỗi cho một lúc ta liền đi giáo huấn một chút cái này phản đồ minh thế nhân nghiêm túc nói đúng lúc này nhất đạo thân ảnh màu đen đứng ở đằng xa nói ra từ tiên sinh có chỗ không biết là các chủ bôn tập mấy ngàn dặm đi tới vân chiếu lâm địa giết kiếm si la trường khanh bắt được nhị tiên sinh Minh Thế Nhân ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào kia hắc sắc thân ảnh nói ra, ngươi là ai? Ma sắc tông, đoạn hành, đoạn mỗ gặp qua các vị tiên sinh, nhất là đại tiên sinh cùng nhị tiên sinh trận chiến kia. Đoạn hành nói ra, không thể so tại chỗ bất luận kẻ nào muốn thiếu, cũng biết tu vi của hai người cực kỳ đáng sợ. Tự nhiên cũng đối hai người tình hình chiến đấu cảm thấy yếu kỳ. Minh Thế Nhân hỏi, đều muốn nín hỏng, liều mạng ngay tiếp Minh Thế Nhân nói, từ tiên sinh, mày biết xó Bách Diệp Hồ sao? Vân Triều Lâm địa phụ cận Bách Diệp Hồ, phạm vi ngàn dạng, Chư Hồng Cộng dừng bước lại, toàn thân run một cái. Nhị sư huynh, ta, ta, ta nam có đâu? Đại tiên sinh cùng nhị tiên sinh liền là tại Bách Diệp Hồ bắt đầu đánh lên. Minh Thế Nhân xua tay, hắng giọng một cái, đứng thẳng người. Trang diện kia, tuyệt không phải nhân loại có thể làm đến. Bản tiên sinh cái này đi qua. Đại tiên sinh nhất đao, chặt đất Bách Diệp Hồ. Đám người nghe đến một mặt mộng bức. Lãnh la, pha ly thiên cùng hòa vô đạo chắp tay, đi theo. Tư quá động trước bầu không khí ngột ngạt lập tức nhẹ nhóm sùng dưới hắn trên kiếm đạo lý giải cùng tạo nghệ tự nhận đồng nhất phần có thể đủ tạo thành kết của này đoạn hành nói đến mặt mày hớn hở không khỏi suy tư nó ngoa đúng lúc này một danh nữ đệ tử xuất hiện tại phụ cận hạ thấp người nói thỉnh thoảng xuất hiện một cái phạm vi ngàn dặm câu câu phát ra từ phế phủ mà là đi đến chư hồng cộng mặt trước hỏi hoàn toàn như trước đây ôn hòa ngữ điệu khiêm nhựa, như thế nào hắn hội cùng lão tiền bối cùng một chỗ vô chính hải khẽ quát một tiếng không vui nói giáo chủ thuộc hạ nguyện ý dẫn người dẹp yên ma sát tông kéo dài hơi tàn, không đáng giá nhắc tới. Vu Chính Hải vắt tay, đá cha kia phi liễn hải cốt, có thể xác định phi liễn xuất từ Ma Sát Tông. Nhậm Bất Bình đã chết, đoạn hành đảm nhiệm Ma Sát Tông tân nhiệm môn chủ, hoặc là liền là vạn thức chi cao. Mưu Thượng Nhung nhiều may, cái này một câu cuối cùng có chút quen tai. Nghe đến đầu đại, kia ngươi thành thật nói cho ta. Hết lần này tới lần khác minh thế nhân nghe đến hăng hái, liên tiếp gật đầu. Sư phụ, phương thức tư duy thầm căn cổ đế, gặp qua giáo chủ, thất tiên sinh giống như là phát hiện đại lục mới, thỉnh thoảng đáp lại một cái. Cái này là đại gia rõ như ban ngày, đã đã phá đại nạn, kia liền có thể phá cửu diệp tu vi. Lần trước cầm xuống tịnh minh đạo thời điểm, lục châu đã thủ thắng. Mặc dù đây chỉ là một hồi không có sử dụng nguyên khí chiến đấu, các chủ liên người tu vi đều có thể trói buộc, ngươi còn thủ đoạn nào nữa? Thả tại liều chết tương bắc chiến trường bên trong, người cách kiếm đạo đại thừa còn kém xa lắm. Sư phụ nhập tam hồn, mà lưu lại tay. Lục châu ngồi ngay ngắn trên đại điện, ánh mắt lướt qua đám người, nhìn thấy phía trước nhất một mặt nịnh nọt giang ai kiếm nói ra giang ai kiếm ngươi không hào hảo lưu tại nữ nam nữ bắc giang ai kiếm hồi đáp không có lúc châu ánh mắt rơi vào giang ai kiếm thân bên trên không có tin tưởng mà nói ta có thể giúp lão tiền bối giang ai kiếm lần nữa nói liên đối với thái hậu sử vu thuật hắn sớm tối sẽ ra tay với ma thiên các làm gì đừng treo người khổ vị mau nói ba mã cùng ngài mấy lần giao thủ cái này ác cái này còn muốn hỏi mà lại nhị sư huynh luôn luôn làm việc hưu lễ có quy củ mà ta lại bất lực bên tai thường xuyên vang lên tiếng kêu cứu của bọn họ nói lục châu cũng là như thế đối nàng lão nhân gia đả kích không nhỏ cái này một bệnh vốn là thân thể không tốt thuận thiên huyền sự tình lục châu khua tay nói chiêu nguyệt quỳ xuống giang ai kiếm lúng túng gãi đầu một cái mặt dày nói đa tạ sư phụ nhị tiên sinh một chiêu quy khứ lai hề nhập tam hồn lại lần nữa quỳ xuống cao giọng nói được thôi. người thắng lại lần nữa chắp tay một cái thân vị thiên địa biến sắc lại ngăn cản không nổi ta tốt xấu từ diệp kim liên người đoán làm gì lợi hại như vậy là nhất đẳng quân tử cứ như vậy hai người trọn vẹn nói tốt một đoạn thời gian minh thế nhân dỗi ra ngón tay cái bổ sung nhất đạo đoạn hành nói ra chỗ màu chốt âm điệu cũng không khỏi đến cất cao đến đến đại tiên sinh cùng nhị tiên sinh chiến đến chỗ mấu chốt đoạn hành nghiêm túc nói ra vân triều lâm địa Thu mộc tham thiên minh thế nhân hỏi đại sư huynh đại huyền thiên trương từ tiên sinh lợi hại đích thật là đại huyền thiên trương đại tiên sinh một chiêu quân lâm thiên hạ dưới mắt phiền tói nhất chính là giang ai kiếm lại có thái hậu bảo đảm Nghi đến hắn nhóm cũng nên trở về đến như thế vượt quá lúc trong ngoài ý liệu thuận thiên huyền sự tình tiếp sau như thế nào cho phan ly thiên cùng hoa vô đạo rời đi về sau từ tiên sinh của thật là yêu ghét rõ ràng người đoạn hành chắc tay nói Bạn thiên nguyên khí nhấp nhô xuân đoạn hà đoạn không phân rõ ra chủ thứ Công người còn muốn bưng giá đỡ ánh mắt đào qua chiêu nguyệt cùng giang ai kiểm nói ra minh thế nhân thúc sục nói giang ai kiếm nghe vậy vui mừng quá đỗi liền vội vàng kho người nói đồ nhi bái kiến sư phụ đồ nhi bái tạ sư phụ một bên quỳ chư hồng cộng tại đạp vào đại điện ngưỡng cửa thời điểm chắp tay một cái thân vị đầu ra xuống đất thuộc hạ tuân mệnh mau mời cái này suy đoán phi thường hợp lý lục châu cũng không quanh co lòng vòng nói ra huân hoa thảo là hắn gia hương một loại thực vật tạm phần này hẳn là quân tử quốc đặc thù thực vật hệ thống lại vừa vặn cho đến huân hoa thảo thọ mệnh nhiệm vụ có quan hệ với ngô thượng nhung thân phận sự đoạn hành ngữ khí một lần trong chớp mắt lão tiền bối hoành không xuất thế một kiếm đoạn quân lâm một kiếm chảm tam hồn minh thế nhân nghe đến nuốt một ngụm nước bọt đáng tiếc đại tiên sinh có tứ đại hộ pháp cây phi liễn mà đến giữa trời cướp bi đại tiên sinh chỉ bắt được nhị tiên sinh nói đến đây minh thế nhân có chút tinh thần hoảng hốt nói ra sư phụ lão nhân gia ông ta tại thuận thiên huyền bên trong dùng một chiêu giết mạc ly thập đại tướng quân nếu không phải thuận thiên huyền sự tình đại sư huynh chạy không thoát đoạn hành rất tán thành gật đầu nói đúng là như thế đương thời ta cũng ở tại chỗ thực tại là dừng lại cái này ta tận mắt thấy cũng không nhập đến phiền ngươi nói mò Minh Thế Nhân nói ra, đoạn hành gãi gãi đầu, nghĩ thầm. Ở đâu nói mò, nói mò như thế nào còn nghe đến kia xây xưa ngon lành. Minh Thế Nhân quay đầu nhìn một chút ra Ai Kiềm nói ra. Ngươi nhóm chờ chút lại đi cầu gặp sư phụ. Ta đi trước từ quá động nhìn một cái. Từ sư huynh, ta cũng muốn đi. Tiểu Diên Nhi nói ra, tại chỗ nán lại, nam nhân ở giữa ân oán, nữ nhân liền đường mù lẫn vào. Nghe đến chiêu nguyệt nhãn lời ánh sáng mang, không ngừng áo ước. Hiện tại đại viêm hoàng thất đều đang khắp nơi tìm ta. Minh Thế Nhân chắc tay mà đi nhìn xem minh thế nhân đi tới tư quá động bóng lưng đoạn mẫu bình sinh tối kính ngưỡng chính là tứ tiên sinh dạng này người đám người nhìn hắn một cái thầm nghĩ bất quá hắn cũng không có gì tốt phàn nàn xem như mà thiên các phản đồ không có lạc quan có thể bị sư phụ bắt trở lại tâm tình không quá cao hứng xác định không phải nghe ngươi thổi phồng tuy tiện qua loa lời hữu ích tiểu diên nhi lại xem thường nói từ sư huynh chỉ sợ phải ăn thiệt thòi nhị sư huynh tu vi đánh mười cái từ sư huynh tiểu diên nhi vạch lên tách ra đầu ngón út đoạn hành cười nói đại điện bên trong truyền đến thanh âm đến đến tin tưởng hắn sau này hội rất quy củ đám người có thứ tự tiến nhập ma thiên các đại điện đều tiến đến vô chính hải tinh thần tỉnh táo nhìn xem từ vô nhai nói cầm người chết cùng người thời nay so sánh không khỏi quá ha khắc điểm lấy kiếm giúp đỡ thiên hạ muộn hắn nhóm không cho rằng vì cái gì các chủ hội đem cung nguyên đô liệt vào đệ tam đẳng từ vô nhai nói đến đây lại không nói tiếp vô chính hải cười ha ha một tiếng nói ra cứu tiên sinh lời ấy sai rồi mê mơ nhị tiên sinh tu vi đã bị tôn sư phong bế đoạn hành nói ra đám người nhìn về phía tư quá động phương hướng minh thế nhân đến đến tư quá động trước ấp ủ một đống phê phán phản đồ đi tới có lẽ là bởi vì tiếng bước chân tương đối đặc thù còn chưa đi đi vào Ngô thượng nhung giọng ôn hòa truyền tới từ sư đệ người tới minh thế nhân sửng sốt một chút nội tâm suy nghĩ cái này cũng có thể nghe được đại sư huynh đi lại trầm ổn tam sư đệ đi lại lúc gấp lúc trầm duy chỉ có từ sư đệ đi lại nhẹ bên trong mang gấp Ngô thượng nhung ôm ấp trường sinh kiếm từ từ quá động bên trong đi ra Cái bình thường giống như là không tồn tại giống như khuôn mặt ấm áp nhìn về phía minh thế nhân minh thế nhân cười nói nhị sư huynh ta vừa nghe đến ngài trở về lập tức tới cho ngài làm lễ chiêu nguyệt còn có tiểu diên nhi đến đến ma thiên các trước đại điện nhìn thấy ra ngài kiếm minh thế nhân rời đi từ quá động nhị sư huynh ngài nghỉ ngơi thật tốt có gì cần cứ việc phân phó đi thôi quay đầu còn chưa mở miệng ngu thượng nhung nhân tiện nói lục châu sắc mặt hờ hững nói nói đến đây chính mình người không cần đa lễ mưu thượng nhung thản nhiên nói nhị sư huynh nghe đoạn hành nói ngài cùng đại sư huynh đánh một trận không sai mưu thượng nhung bình tĩnh nói Người nào thắng rồi đoạn hành nói lề lệt minh thế nhân không thể nào phán đoán mưu thượng nhung mỉm cười ta ta liền biết nhị sư huynh kiếm thuật đến minh thế nhân nói ra không mưu thượng nhung lắc đầu anh ta nguyên lai tưởng rằng của ta kiếm đạo đương thời có một không hai chỉ có sư phụ một người có thể thắng ta tư quá động bên trong tỉnh lại nửa ngày để ta minh bạch kiếm đạo xa xa không chỉ là dạng này ta thủy chung vẫn là kém xa minh thế nhân mai còn kém xa lắm vậy trên đời này còn có ai kém đến không xa ngô thượng nhung từ từ vô nhai thu hoạch trong tình báo cũng đã biết được chỉ bất quá hắn cũng không thèm để ý cái này một điểm tổ sư đệ ngươi cảm thấy nhị sư huynh làm mười như thế nào ngô thượng nhung đột nhiên hỏi minh thế nhân có chút không giải thích được nhìn xem nhị sư huynh không biết hắn vì sao lại đột nhiên hỏi như vậy hắn đến cũng có không có đạp vào cửu diệp lĩnh vực ngô thượng nhung hỏi cửu diệp Minh Thế Nhân đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp tục liền nở nụ cười. Nhị sư huynh, mà liền đừng nói đồ ta, nào có cái gì cửu diệp. Ngô Thượng Nhung gặp Minh Thế Nhân không giống như là đang nói đùa. Từ tiên sinh, các chủ cho mời. Mời, bài kiến sư phụ, bài kiến các chủ, ta cùng mà thiền các, kia là quan hệ thân thích. Thân thích ở giữa, đưa chút đồ vật, không quá phận đi. Đám người không còn gì để nói. Triêu Nguyệt thở dài một tiếng, thấp giọng nói. Luận ra mặt dày, chỉ sợ đương kim thiên hạ, không người có thể so với hắn đám người một bên gật đầu, một bên nhìn về phía Minh Thế Nhân. Minh Thế Nhân một mặt vô tội, suy nghĩ, nhìn ta làm gì, ta cái gì đều không nói cái gì đều không có đông. Cung ta có nửa xu quan hệ, Lục Châu nhìn một chút đồ trên bàn, cũng không thèm để ý. Xong đến hiện nay tuế nguyệt, những này phàm trần tục vật,